Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục chuyên gia thị trường. Minh Vy xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đối thoại trực tiếp và lắng nghe những nhận định đến từ anh Nguyễn Công Nguyên, là giám đốc phụ trách bộ phận phân tích công ty chứng khoán Beta. Thưa anh, đà giảm của thị trường ngày càng mạnh hơn, VN Index thì dễ dàng thủ mốc 640 điểm trong phiên ngày hôm nay. Anh nói gì về phiên lao dốc này ạ? Những cái sự biến động vận động của thị trường trong cái thời gian gần đây, là sau từ khi mà đầu tháng 7 cho đến bây giờ, thì thị trường đã có những cái phiên mà tăng điểm hết sức là mạnh mẽ, và bên cạnh đó là chúng ta cũng phải chấp nhận là những cái phiên mà giảm điểm hết sức là mạnh mẽ, cái điều đó chúng ta không thể tránh khỏi. Cái này thì cũng là do yếu tố tâm lý thôi, nhưng ít nhất thì mình vì cũng thấy rằng là cũng có một số những cái vấn đề chúng ta cũng đáng ghi nhận của phiên hôm nay, đó là cái khối ngoại thì cũng vẫn tiếp tục có mua dòng tham gia thị trường là khá là tích cực. Thứ hai nữa là cái dòng tiền là cũng đã mạnh mẽ, khá là mạnh mẽ rồi, nói chung là dòng tiền cũng là tăng điểm khá tốt do cái lực cầu bắt đáy của một số nhà đầu tư. Và nếu như mà quan sát tổng quan diễn biến của thị trường thì chúng ta có thể thấy rằng áp lực bán đang ngày một mạnh dần lên. Vậy thì theo quan điểm của anh thì tình trạng bán tháo do vay ký quỹ margin có đang nhen nhóm xảy ra hay không, cũng như là áp lực margin lúc này có lớn hay là không? Đúng ra thì với cái điều kiện thị trường mà giảm điểm liên tục như thế này, đặc biệt với những cái danh mục chứng khoán mà những nhà đầu tư mà đã tham gia vào thị trường trễ một nhịp, tức là vào thị trường đúng lúc thị trường bắt đầu giày đỉnh, mà những nhà đầu tư này nếu mà họ đã thực sự là họ đã sử dụng cái công cụ margin, thì những cái mức độ giảm điểm như thế này thì cái áp lực margin đã ngày là càng tăng dần, và đặc biệt vào những cái phiên giảm sâu như thế này, mà nếu mà tiếp tục có những phiên giảm điểm nữa trong tuần này thì cái áp lực này sẽ càng ngày càng tăng lên ở trong cái thời điểm tuần này. Và nhìn lại diễn biến của phiên giao dịch ngày hôm nay thì hoạt động giao dịch tỏ ra sôi động vô cùng tại các cổ phiếu đầu cơ. Trong khi đó, trong các cổ phiếu đầu cơ đó thì FLC lại đi ngược với thị trường chung và đúng rồi. Vậy thì anh nói gì về cái điều này ạ? FLC là một cái cổ phiếu mà có cái tính đầu cơ từ rất chi là cao. Vâng. Cộng với phiên hôm nay, chúng tôi nói ví dụ như là ITA, cổ phiếu ITA, rồi cũng như là cổ phiếu của Kinh Bắc. Thì ba cái ba cổ phiếu này thuộc cái nhóm gọi là nhóm bất động sản. Thì trong cái khoảng 65 doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sàn ấy, thì tôi thấy rằng là ba cái cổ phiếu này, thứ nhất là tính đầu cơ rất cao, thứ hai là đặc biệt là mình vì mới đề cập đến vấn đề FLC, thì FLC là một cái cổ phiếu mà phải nói là hàng đầu trong vấn đề đầu cơ. Cái cổ phiếu FLC có một cái yếu tố tôi nghĩ rằng là cũng khá tác động khá mạnh đến cái biên tăng trần ngày hôm nay đi ngược thị trường, đó là cái kết quả kinh doanh. Kết hợp nữa là trong cái ngày hôm qua thì đã có những cái giải trình của FLC là lý do là cái lợi nhuận đã tăng đột biến như vậy là do là cái chi phí mà hoạt động kinh doanh là được duy trì ổn định. Thứ hai nữa là chúng ta phải để ý rằng là cái vận động của cổ phiếu FLC, cái vùng giá hiện tại là FLC hiện tại là 6.000 đồng một cổ phiếu. Cái vùng giá này là cái vùng giá đáy, thực tế là cái vùng giá thấp nhất trong một năm qua. Vâng. Thì cái động thái này kết hợp với vấn đề là lợi nhuận cũng khá là khả quan, thì là nhà đầu tư sẽ hôm nay nhà đầu tư sẽ đã tham gia vào bắt đáy cổ phiếu này khá là mạnh mẽ. Và còn một điều nữa tôi thắc mắc là với xu thế giảm hiện nay thì không biết là cái đà giảm này sẽ kéo dài đến bao lâu ạ? Cái đà giảm của thị trường thì tôi cũng đã từng ngay đầu tháng 7 vừa rồi tôi cũng đã từng nói rằng là cái thị trường chúng ta sẽ có thể sẽ phải đối diện với một số những cái thử thách khá là khắc nghiệt. Rồi khi mà tôi cũng được hỏi vấn đề là thị trường có thể tăng lên cái mức 700 điểm không, thì tôi cũng cho rằng là quá sớm để 700 điểm, mà chúng ta cũng phải chấp nhận một cái điều rằng khi thị trường nó tăng điểm mà rất chi là mạnh mẽ thì bắt buộc thị trường phải điều chỉnh trở lại trong một cái thời điểm nào đó để bảo đảm rằng cái sự tích lũy đầy đủ để thị trường đi lên bền vững. Chứ thị trường mà tăng điểm đột ngột thì rất có thể là những cái biến động mà thị trường đột ngột quay đầu giảm điểm thì là cái điều là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng ít nhất thì trong ví dụ trong phiên ngày hôm nay thì cái chuyện giảm điểm của thị trường ngày hôm nay hoàn toàn là khá là, nói chung là cái lực bán là bán chủ động. Sự giảm điểm cũng không phải là quá đột ngột. Chúng ta nhìn cái đồ thị của thị trường, chúng ta thấy rằng là thị trường giảm điểm khá là ở một cái biên độ là giảm dần, chứ không phải đột ngột là rơi thẳng xuống. Thì tôi thấy rằng là cái xu thế giảm này trong tất cả những cái yếu tố mà phân tích kỹ thuật cũng như là kinh tế vĩ mô cũng như là hoạt động kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp nếu trên sàn thì cũng chưa có bất cứ một cái điều kiện nào để ủng hộ để thị trường có thể tạm ngưng ở cái mức cái nhịp điều chỉnh này. Nhưng tôi vẫn kỳ vọng rằng cái đà giảm này sẽ không còn lâu nữa, và tôi cũng kỳ vọng rằng một số những yếu tố sắp tới, ví dụ một số những doanh nghiệp mà chưa có cái báo cáo kết quả kinh doanh chưa có ra, cũng như một số những hoạt động kinh doanh hoặc là những cái thông tin về kinh tế vĩ mô có những chuyển biến tích cực, hoặc là giá dầu cũng có thể là sẽ bắt đầu từ cái mức mà 40.000 trên một Brent có thể là bắt đầu là sẽ tăng điểm trở lại, thì tôi kỳ vọng rằng thị trường có thể tiếp tục là tích lũy ở cái điểm này và sẽ quay đầu, sẽ thị trường sẽ tăng điểm trong cái ngắn hạn. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Công Nguyên. Vâng. Thưa quý vị, còn bây giờ xin mời quý vị quay trở lại với bản tin FPNC tối nay.
Vâng, thưa quý vị, trước khi khép lại bản tin FBNC tối nay ngày 2 tháng 8 năm 2016, Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ dành ít phút để một lần nữa điểm lại những thông tin nổi bật trên bản tin kỳ này. Do chất lượng dịch vụ cũng như cơ sở vật chất chưa được cải thiện nhiều, cộng với lo ngại việc tăng giá viện phí sẽ tác động mạnh đến chỉ số giá tiêu dùng hiện nay, Cơ quan Liên Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa cho biết chưa tăng viện phí lần 2 kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2016. Ngoài ra, Bộ Y tế còn cho biết từ nay đến cuối năm, tùy tình hình cụ thể sẽ quyết định thời điểm tăng viện phí lần 2. Vào ngày 1 tháng 8, Chính phủ đã đưa ra văn bản yêu cầu Thanh tra Chính phủ nhanh chóng tiến hành thanh tra toàn diện việc Mobifone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG, chủ đầu tư kênh truyền hình An Viên. Hồi tháng 1 năm 2016, AVG đã bán lại cho Mobifone theo một hợp đồng được giữ kín. Trong văn bản yêu cầu thanh tra có nêu rõ, nếu có dấu hiệu vi phạm trong thương vụ này thì sẽ chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật. Theo công bố của tập đoàn BKAV, có khoảng 40% website ở Việt Nam bị dính lỗ hổng bảo mật hay nhiễm virus dẫn đến mức thiệt hại khoảng 8.700 tỷ đồng mỗi năm. Trong khi ở châu Âu và châu Mỹ, tỷ lệ website nhiễm virus chỉ có 15%. Một trong những vụ việc đáng chú ý nhất gần đây phải kể đến là vụ tấn công vào hệ thống của Vietnam Airlines hôm 29 tháng 7 vừa qua. Nhiều chuyên gia bảo mật cho biết các vụ tấn công mạng tại Việt Nam không xảy ra đơn lẻ mà liên tục trong nhiều năm qua. Bão Nida quét qua Hồng Kông vào sáng ngày 2 tháng 8 với gió mạnh 100 km/h đã khiến cho các hoạt động tại trung tâm tài chính này gần như ngưng trệ hoàn toàn với cảnh báo lũ ở khu vực trũng. 150 chuyến bay bị hủy và 290 chuyến bay đã bị hoãn lại. Thị trường chứng khoán Hồng Kông trong phiên giao dịch sáng ngày 2 tháng 8 cũng bị hoãn lại vì cơn bão. Thông tin vừa rồi đã là thông tin cuối cùng khép lại bản tin FBNC tối nay. Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Như thường lệ, quý vị có thể xem lại các video của chương trình cũng như cập nhật thêm những thông tin cần thiết ngay tại website của chúng tôi ở địa chỉ fbnc.vn. Còn bây giờ thì Minh Vy xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.